không có tài năng. Cô xem con trên TV rồi. Con giả dạng người khác rất tốt. Giả dạng? Cô cứ làm như là con đi ăn cướp ăn trộm những người ta mà con giả dạng. Có nghĩa là con hóa thân. Hóa trang. Biến hóa. Nhiều từ. Bây giờ con giả giọng chị Phi Thanh Vân nha. Được, chị Phi Thanh Vân. Xin chào tất cả các sếp. Đang đến với lớp 1. Xin chào Nicky. Thì nói về chương trình của chúng ta ngày hôm nay là chương trình giờ sao ngủ. Thì chúng ta chia làm hai vế nhá. Vế thứ nhất ấy là giờ sao ngủ là bây giờ chúng ta làm sao ngủ. Cái vế thứ hai là giờ ngôi sao ngủ. Thì thật sự là Vân không biết ý nghĩa của chương trình mình là gì. Nhưng mà tôi cảm thấy rất vui khi mà đến với chương trình của chúng ta. I love you. Làm cái gì mình làm cái gì vậy? Làm vậy coi đúng không? Làm cái gì mình làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Làm... Dạ em xin lỗi chị Phi Thanh Vân. Chúng anh ngã rồi, chúng anh cười bò ra đây này. Trời, cười mà còn bò ra. Trời, chúng anh cười kìa. Kỳ ghê, con bé này nó cười hoài thôi. Vui quá, hôm nay có anh Khánh vui quá. Đây, cười tiếp đi em. Thấy em cười mà nghĩ em đang vui. Rồi, đủ rồi đó. Thêm một người nữa đi. Cô mê. Ok, một cái người này nhá. Ôi thôi chết. Ủa bây giờ phải làm sao ấy nha. Giả giọng chị không chê. Hay quá, hạt tiếp đi. Ôi dồi ôi, chết. Ôi dồi ôi nha, đi kia nha. Thì đó, cái giọng của chị không chê. Hát thử bài đi. Anh đang ở đâu. Có gì lên không. Đủ rồi, thôi mình đổi người đi. Đổi người đi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Cơm Em. Anh Thơ Gớt đồ. Dạ em rất xin lỗi chị. Xin kính chị. Đó là những cái nhân vật đó mà chưa có lên sóng truyền hình đó. Cô nghĩ nếu mà con đóng những cái nhân vật đó mà trong cái chương trình đó là chắc chắn là con được hết tất cả các giải luôn. Chứ cái gì nữa?